Cùng với việc nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, thời gian qua, Sư đoàn 372 luôn chú trọng nâng cao trình độ kỹ chiến thuật nhảy dù cho phi công, tổ bay, nhân viên cứu hộ cứu nạn và lực lượng đặc biệt của các đơn vị trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã tập trung đầy đủ tại sân bay để làm công tác chuẩn bị. Với Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phan Chí Đạt, trợ lý dù Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, đã có gần 100 lượt thực hành nhảy dù trên nhiều loại dù khác nhau. Song, anh và các đồng đội vẫn tích cực chủ động kiểm tra trang thiết bị, khởi động ôn luyện các động tác. Những thao tác như rời cửa máy bay, kéo chốt khóa dù hay tiếp đất đúng kỹ thuật không những bảo đảm an toàn trong huấn luyện mà còn giúp các anh vững vàng tự tin với thao tác trên không mặt đất. Phải nắm vững lý thuyết về tính năng kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động cũng như phương pháp sử dụng của các loại dù hàng không. Bên cạnh đó thì chúng ta phải nắm vững các động tác mặt đất cũng như về lái rời cửa máy bay, lái dù cũng như tiếp đất và xử lý các tình huống bất chắc trên không, mặt đất và mặt nước. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải rèn luyện ý chí chiến đấu, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống bất chắc khi xảy ra. Tham gia huấn luyện nhảy dù lần này gồm phi công, thành viên tổ bay, chủ nhiệm, trợ lý, nhân viên dù, tìm kiếm cứu nạn của Sư đoàn 372 và lực lượng đặc công, trinh sát đặc nhiệm của Quân khu 4, Quân khu 5, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù, Sư đoàn 372 đã tổ chức tốt các đợt tập huấn luyện cho các lực lượng. Lực lượng tham gia nhảy dù phải đủ điều kiện về sức khỏe, được huấn luyện lý thuyết và thực hành thuần thục ở mặt đất. Chú trọng nhất là cái khâu khi ra rời cửa máy bay, các đồng chí động tác dứt khoát, bản lĩnh, và sau 3 giây các đồng chí giật dù đúng thời gian quy định, quan sát vòm dù mở tốt, điều khiển dù tránh dù nhau trên không và xử lý bất chắc trên không. Sau đó là quan sát tâm và điều khiển dù để hạ cánh vào tâm mà động tác tiếp đất là phải giữ nguyên ba khép. Để làm sao là giúp đất cách an toàn. Để nội dung huấn luyện nhảy dù đạt hiệu quả cao, Sư đoàn 372 đã xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể đến từng thành phần. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội luôn được chú trọng. Lực lượng tham gia nhảy dù luôn được rèn luyện về bản lĩnh và huấn luyện thuần thục từng yếu lĩnh động tác. Hàng năm thì chúng tôi đều xây dựng cái kế hoạch huấn luyện của tháng quý trong năm, phối kết hợp với các đơn vị là xây dựng kế hoạch, và sau đấy thì chúng tôi sẽ cử các cái đội giáo viên, các thành phần liên quan lên lớp về lý thuyết rồi thực hành ở mặt đất cho các cái lực lượng tham gia nhảy và đổ bộ hàng không. Khi đã học đủ thời gian về lý thuyết và thực hành ở mặt đất tốt thì chúng tôi cử một số đồng chí giáo viên có kinh nghiệm thành lập tổ kiểm tra, thanh tra, phúc tra, đảm bảo đủ điều kiện, tất cả 100% khá giỏi. Thì sau đấy sẽ tổ chức và xây dựng kế hoạch, báo cáo và làm cái kế hoạch để cùng các đồng chí để tham gia nhảy và đổ bộ đường không. Nhờ có kế hoạch chặt chẽ, tích cực, chủ động trong công việc, thời gian qua, Sư đoàn 372 đã tổ chức cho hơn 1.000 lượt nhảy dù với nhiều bài tập khác nhau cho các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả trên đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống tác chiến trên không, mặt đất, đáp ứng yêu cầu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.